Vì anh không muốn bị đứa nào sai khiến hết. Vậy thì anh phải nói cho bọn em biết lý do vì sao anh lại bị người yêu cũ đá. Hay thôi, anh đổi. Lại hành động chứ gì. Được, thế thì hôn một trong hai ông này thôi. Thế thì thôi, không đổi nữa. Kể thì kể. Anh đọc cho em nghe một bài thơ nhá. Dạ. Lỡ đầu em có chày, anh thành dầu gội đầu. Lặn trong nơi tóc sâu, rồi ở lâu trong đó. Giá như em có cận thì anh thành mất lồi. Hễ gặp nhau trên đồi, đôi ta cùng bỏ kinh. Anh thật là lãng mạn. Không chỉ giỏi văn thôi đâu, anh á còn giỏi võ nữa cơ. Em có chuyện gì á, anh xả thân vì em luôn. Như thế người ta mới gọi là văn võ song toàn, em hiểu không? Anh trẻ tình cảm quá à. Ủa em mới xinh ấy, em bỏ đi chơi gặp bọn anh đi. Hai anh có việc gì không ạ? Mỏi rồi. Mỏi à? Mỏi thì mời hai anh ngồi. Anh kìa, anh đi đâu đấy? Đâu đây? Chờ anh ạ. Bỏ ra, tôi hôn lên bây giờ. Ô mọi người ơi, cướp, cướp. Em. Sao anh lại bỏ rơi tôi một mình thế này? Trời ơi, em hiểu sai anh rồi. Thật ra là như thế này nhá. Anh mở lại đấy thì kiểu gì cũng xảy ra đánh nhau. Mà anh biết thừa là bọn nó chỉ trêu em thôi. Mà đánh nhau bọn nó làm cái gì? Đi chơi như thế thì mất vui ra đúng không em? Mà trong lúc anh đánh nhau bọn nó ấy, chẳng may có ai lấy mất xe của anh thì làm sao? Hóa ra là anh sợ mất cái xe à? Tôi với anh từ nay không yêu đương gì hết. Đồ tồi. Trật tự.